Má chiều tao đi lấy ốc mà bắn bắn cửa mà. Nó nguyên cái khoang từ ở trên cái kệ chắc tầm 3 mét nó rớt xuống nó đâm thẳng vô cái giò. À nội cha để một lần. Lo lo là mấy cái ốc bắt 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 vô mà sắt á đang Nhà lục lục tao nó có quơ ba tay đụng cây. phát rớt đùng. Nhà tao ba cây khoan I won my last match. Makita mà giờ cái giò đâu có nguyên cái hình dít ba ke anh à, nhìn hai cái đầu nhức hết mẹ mà nhìn xuống nó mắc cười. Con đi con đi con con đi con con đi con đi con đi con đi con đồ con đồ con đồ con đồ con âm gì là vậy âm gì là vậy bác bộ tôi đặt đi chơi 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 thôi. Ôi mời tôi luôn. Có Chắc là đời tao chỉ quen bắn M24 thôi Hoàng ạ. Cầm ốp nó áp lực lắm. có gì tá bạn út vừa kẹt Tao không thấy. Tao không nghĩ thế nào mà nãy thằng bạn nó bắn hoài không chết thằng kia. Không có đùng 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 hoài thằng kia không chết. Nè, cứ giữ cái thói quen bắn xong lấp bắn xong lấp. Tao buồn quá. Nó quen rồi, nó quen tay Tao buồn rồi. quá thằng Cứ này tao bắn phát chạy là xuống một luôn. một là ngồi xuống, hai là lấp đi. Nó không khác được. Tao thấy bắn hoài không chết tao buồn quá nó chạy xuống luôn. Đâu, chẳng qua là chiêu trò cả đấy. Dương Đông Kích Tây đấy không biết à? Tao thấy bắn hoài không chết tao chạy xuống luôn. Giờ sao giờ? Nó ngoài bo thì còn chơi cái trò đấy. Khoa học đã chứng minh là mấy thằng gà nó hay bị lý do lắm.